Cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau lưu file này. Các bạn bấm vào biểu tượng lưu. Ở file này các bạn có thể đặt tên file. Tôi sẽ đặt tên bài 1. Dưới này bạn có thể ghi một vài ghi chú, giới thiệu về bản thân hoặc tài liệu cần chia sẻ cho những ai. Sau đó các bạn đánh vào số check này, coi như chúng ta đã lưu một file. Các bạn cũng nên chú ý rằng khi lưu file này thì mặc định phần mềm sẽ lưu vào mục My Document. Còn nếu các bạn muốn load lên thì chúng ta có thể vào đây. Nó đã ở bên này các bạn. Còn bây giờ tôi hướng dẫn các bạn export file này ra và các bạn có thể cầm đi bất kỳ máy nào đó chúng ta bật. Nhưng mà hãy hết sức chú ý là phải cùng một phiên bản Lumion thì mới bật được. Còn nếu phiên bản thấp hơn các bạn bật cũng không được đâu. Bây giờ để các bạn export file chúng ta chuyển qua bên này. Tôi bấm vào phần export. Chúng ta cùng nhau đặt tên. Tôi cũng đặt tên bài 1. Và chúng ta nhấn save thì lập tức phần mềm sẽ export cho chúng ta. Tôi save. Sau khi export xong thì dấu hiệu để nhận biết các bạn thấy rằng có chữ save. Nếu như các bạn muốn lấy vào thì chúng ta chuyển qua tab bên này và import screen hay là gom hai screen lại. Tức là chúng ta sẽ mặc vào để sử dụng. Còn bây giờ tôi sẽ hoàn toàn kết thúc bài 1 tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài sau.